Cái này nó lòi cái mạc không ta? Chấm rồi. Không bị lâu không hơn, xui thế. Đất hả? Chặt nếu qua nhìn quỳnh đi nữa à. Mỹ mà nguyên gỡ cái con nhé nữa ta điều trị với bệnh nữa không chứ không gỡ màu nào bị tiếp chứ rồi đâu gỡ cho bỏ ra để mà gỡ bánh quy và bèn tiếng Anh á để bởi vì bọn với tiếng Anh và nuốt thì không hiểu. Bảy mươi thì
Nghe em ơi, ừ ok không sao đâu, ừ không chị không phải ông kia đâu mà sốt. Ok ờ ok đi qua hả? Có bồn kiếm cho anh đi học hay không? Alo. Ừ, chốt đi. À thì cái nói từ từ coi thử. Thì nó đang chắc 42 chứ. Nó đang chắc 42 chứ. Ừ. À. Một công nhân nghe đạp vậy? Ừ, trốn nữa, trốn viện rồi đó, thằng điên kia. Không, còn hệ viên đâu mà không khai báo y tế. Nằm viện, trốn viện đó. Trốn viện thì đó là đau. Vẫn chưa? Đó là đau đơn cách đây ở khu phía tâm xóa phía tay này. Ừ. Thằng điên hè. Phía tay nó, cách đây phía tay nhà mình đó. Nhà điền đó, phòng Lâm đó. Nhưng mà giết ra đây nha. Một là chữ âm tính nào đạm 14 ngày này sắp xuất hiện rồi. Mà thằng muốn mà chết lọc cái được hai chứ. Bà đào ra mà nó giúp giúp rồi đó. Thì ra con ghê không? Con nghĩ tình yêu chưa?
Nếu người yêu cũ đi gặp người yêu cũ đi, cái cháy. Là cô thử ra đang rồi. U ơi bật ống gì không? U ơi đang ít kéo, còn thấy. Rõ rõ mù đó, nó không dán logo chứ. Còn mấy cái tiền có logo nó bán ra á. Có cái màu đỏ mù. Họ không dán sao cái màu đi xịt cái nó nè. Đây là cái con trống trời, dán cái kèo luôn tiếng. Nó kèo mà xước mùa lẫn cái kèo nó trụt cục cục quả này lớn hơn nữa. Cá xước rất là đông. Trước mình còn có bán mỡ cho mỡ lòng nó sửa hề. Đó là mình thực tế rồi đó. Thấy trong đây kìa. Lát ma đó. Tôi hay cưới thì tôi hết ho rồi đó. Vì mà cứ đi qua uống một đôi nó cái ăn lên cái gạo đào nó trên cái mặt thì máu chị bị ho. Thank you.